Vâng, em Lợi Ngắt Ô Tô xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì em lên sóng cho các bác chị bạn một đôi i10 vừa cập bến tại cửa hàng ngày hôm nay nhé. À, vâng ạ, hai mẫu xe i10, một chiếc đời 2015 và một chiếc đời 2016. À, mọi người xem một chiếc màu đỏ tươi nằm bên góc phải màn hình các bác, đây là con này thì đời 2015. Đấy, và con màu đỏ sậm đây bên này thì con đeo biển Hải Phòng, kia thì con này đời 2016 nhé. À, thì các bác nhà mình quan tâm đến mẫu xe nào alo trực tiếp cho em. Hai mẫu xe khá là đẹp cho các bác có thể lựa chọn và tham khảo. Và chúng ta đi gia đình chạy dịch vụ che nắng che mưa, tầm tiền dưới 200 triệu đồng các bác nhé. Dưới 200 triệu đồng các bác mình đã có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai cái mẫu xe i10 này rồi. Thì bây giờ xin mời các bác cùng em đi vào chi tiết. Đấy, chi tiết ở hai cái mẫu xe này nhé. À, trước hết là em sẽ đi quay chi tiết cho các bác chị bạn xem cái con màu đỏ nhạt này, đời 2015 này nhé. Đấy, con này thì trước hết là về phần ngoại thất các bác có thể thấy là xe màu khá là tươi, đúng không ạ? Màu của nó khá là tươi. Đấy. Được chủ xe trang bị lên hệ thống đèn bi nhé. Đấy, được chủ xe độ lên hệ thống đèn bi này. Đó. À, xe thì nói chung là hai mẫu xe này đều là hai cái mẫu xe dịch vụ taxi ra các bác nhé. Đều là xe dịch vụ taxi hoàn lương cả, chứ không phải là xe gia đình. Đấy, nó chuẩn là như thế. Và đều đổi màu, đều sơn quây hết cả xe rồi. Đấy, đều sơn quây, sơn phủng cả xe rồi. Các bác về không phải làm gì hết, không phải sơn và không phải dọn dẹp gì cả. Đấy, máy gầm thì đại chất các bác nhé. Máy gầm đại chất luôn, các bác cũng không phải làm gì cả nhé. Đấy, con này thì la răng của nó vẫn là la răng bằng sắt nguyên bản, chưa có lên la răng. Đấy, chưa lên la răng. Con này có lên màn hình rồi. Đây các bác có thể vào phần nội thất của xe nhé. Đấy, đây ạ. Nội thất con này thì các bác có thể thấy nội thất của nó rất là ok, đúng không ạ? Màn hình này. Đấy, đấy chân này. Đấy, xe bao chất bao đẹp cho các bác luôn. Với giá tiền con này là 179 triệu. Đời 2015. Đời 2015 các bác nhé. Đấy, 179 triệu đồng. Đó. Xe thì nó là màu xanh malin ra. Màu xanh malin, con này là màu xanh malin nhé. Đấy. Nội thất rất tươi luôn. Nội thất thì không phải làm gì cả. Đó, trần bọc trần da rồi. Đúng không ạ? Này, các bác có thể xem này. Đó. Xe về sẵn đi thôi. Đấy. Không phải làm gì hết các bác nhé. Tầm tiền tài chính chỉ có 179 triệu thôi. Con này đời 2015. Xe thì cam kết cho các bác là zin cả xe, không lỗi. Đấy, không lỗi lầm gì hết. Đây là phần con cốp đằng sau. Đấy, cốp đằng sau để đồ. Đấy, cái ti cốp này nó hơi bị nó hỏng rồi thì bên em sẽ hỗ trợ thay cái ti cốp nhé. Đấy, ti cốp này nó bị hỏng này. Đấy, nó không có giữ được. Có cam lùi đầy đủ rồi các bác nhé. Có cam lùi đầy đủ hết rồi. Đấy. Lốp dép thì nói chung là con này lốp của nó cũng khá là mòn, chứ có các bác mua để bên em sẽ hỗ trợ nhé. Hỗ trợ cái phần nói chung là các bác cần hỗ trợ gì thì bên em sẽ hỗ trợ hết mức. Đấy, các bác không phải lo gì cả. Tất cả cột kèo keo chỉ của xe là zin nguyên bản. Đấy, zin nguyên bản hoàn toàn luôn, không có lỗi lầm gì hết. Đấy, cho nên các bác không phải lo gì hết. Xe bao chất bao đẹp cho các bác luôn. Dịch vụ taxi thì đương nhiên là nó sẽ có giá của dịch vụ. Gia đình thì đương nhiên nó sẽ có giá của gia đình, đúng không ạ? Và xe lỗi thì chắc chắn là sẽ có giá của xe lỗi. Đấy, dịch vụ taxi đẹp có giá của dịch vụ taxi đẹp nhé. Đấy, nói chung là nó sẽ rất là nhiều vô vàn về giá. Để mà nói xe cũ thì các bác không thể so bì con, tại sao con này nó đời này mà giá cũng là dịch vụ taxi ra mà giá nó tầm 156 thôi mà con này giá 107. Thì các bác có thể là xem lại nhé các bác nhé. Đấy, chúng ta có thể đến xem xe trực tiếp để chúng ta so sánh về chất lượng. Chứ còn là xe mới thì đương nhiên là giá thì nếu mà chênh lệch thì nó lại khác hoàn toàn so với xe cũ, đúng không ạ? Vấn đề đây là vấn đề xe cũ đã qua sử dụng, chất lượng của nó đi kèm theo giá cả. Mọi người luôn luôn là phải nhớ là như thế, chứ không ở đâu bao giờ có ngon bổ rẻ được, đúng không ạ? Không bao giờ có ngon bổ rẻ các bác nhé. Còn ngon bổ rẻ thì các bác chỉ có bị ăn lừa cọc thôi. Đấy, không có đâu ạ. Đây, con này em đã quay phần máy các bác xem, màn hình đầy đủ nhé. Táp lô táp ly nói chung là không có cái gì để chê cả nhé. Đây em sẽ quay phần máy cho các bác xem cái phần máy của xe nhé. Đây, con này được chủ xe độ lên đèn bi này, đèn bi 7 màu này. Đấy, đèn bi cầu rất là sáng này. Đây là phần khoang máy của xe các bác nhé. Máy số của nó thì máy rất êm luôn. Đây, các bác có thể xem phần máy này, máy 1.0 thôi. 1.0 3 máy thôi. Đấy. Đó, các bác có thể xem phần máy móc của nó đây. Máy móc thì nói chung là cũng nếu như con này thì phần mặt máy thì đã làm rồi, mặt máy làm rồi.
máy số thì chưa ra, chưa hạ. Đây ạ. Máy rất êm luôn. Các bác nghe cái phần quăng máy của nó thì nổ cực kỳ êm, chúng ta hoàn toàn không nghe được cái gì, không nghe được bên ngoài. Không nghe được bên ngoài. Đấy. Bi nhá, đèn bi bi salon siêu sáng 7 màu. Rất sáng luôn các bác. Đấy, con này chưa độ lên đèn gầm. Chưa độ đèn gầm, độ đèn bi thôi, độ màn hình. Tiếp theo đây xin mời các bác cùng em đi vào chi tiết con màu đỏ sậm này nhé. Con này nó màu đỏ sậm hơn cái con bên cạnh. Đấy, con này thì đời 2016. Con này thì giá đang chào bán là 100 bao nhiêu ạ? 185 triệu các bác nhé, 2016 nhé. Đấy, 185 triệu đồng. Con này thì cũng là la răng sắt. Bộ la răng sắt. Chưa lên màn hình, à chưa lên đúng không? À chưa lên la răng, chưa lên la răng. Con này thì nội thất của nó khá tươi các bác ạ. Đây, màn hình DVD, đấy, chứ không phải màn hình Android nhé. Màn hình DVD các bác nhé. Táp lô, táp ly của nó thì rất là ok. Đấy, táp lô, táp ly của nó rất là đẹp các bác nhé. Đấy, keo chỉ của nó đây. Đấy, hệ thống keo chỉ. Đấy, keo chỉ zin nhé. Đấy, keo chỉ và cột kéo taxi đều zin nguyên bản. Đấy, các bác xem cái phần nội thất của nó đây. Rất là tươi luôn, đúng không ạ? Con này thì trần cũng mọc trần da vào đây rồi. Đấy, la răng cũng là bộ la răng sắt nhé. Đấy, đây phần cốp nó đây. Con này thì đây cốp rồi nhé. Đấy, con này thì cái ti cốp của nó vẫn còn hoạt động tốt các bác. Đấy, vẫn còn hoạt động tốt này. Tất cả cái phần đinh bấm bên tai đèn này, các bác có thể thấy cái phần đinh bấm của nó. Đấy, là chúng ta có thể nhìn rõ. Đây, tất cả keo chỉ của nó đều là zin nhé các bác nhé, zin. Đây, gầm bệ của nó cũng rất là ok các bác này. Gầm bệ cực kỳ ok luôn, gầm bệ đẹp. Đấy. Gầm bệ rất là đẹp nhé. Con này thì hồ sơ em cũng thích cầm tay rồi. Các bác không phải lo vấn đề hồ sơ nhé. Hồ sơ em thích cầm tay sẵn rồi. Các bác về coi như là sang tên bấm biển. Đây ạ. Phần táp ly cánh bên ghế lái. Các bác có thể thấy bên cái phụ nhé. Bên phụ đằng trước này, đấy, phần táp ly của nó để tuy nó xe dịch vụ taxi nhưng mà phần táp ly cái đường vân của nó khá là ok, khá đẹp, không có bị nhẵn hay là bị mòn gì cả. Cũng như phần keo chỉ của nó đều là zin. Đây, đây chốt cửa đây. Xe thì cũng như giống con kia thôi, cũng là một chiếc xe Malinza, màu xanh Malinza. Màu xanh Malinza các bác nhé. Đây, táp lô, táp ly của nó. Đó, một chú cún nằm rất là dễ thương đúng không ạ? Cột kèo taxi của nó nhé. Tất cả cột kèo của xe thì bên em có cam kết cho các bác là không có lỗi nặng, không có đâm xô tai nạn về phần cột kèo taxi. Còn xe thì nói chung là dịch vụ taxi đương nhiên là sẽ có va chạm không tránh được. Con này hết đăng kiểm thì bên em sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới tinh. Đấy, la răng ốp này là ốp la răng bằng sắt nhé. Nhìn khá là thể thao, nhìn xa thì chúng ta có thể nhìn giống cái la răng đúc nhưng mà con này thì nó vẫn là la răng nguyên bản là bằng sắt. Đấy. Bây giờ em sẽ mở máy và quay phần khoang máy của con này cho các bác xem cái phần máy của nó nhé. Đấy. Con màu đỏ sậm này. Đây em sẽ mở máy cho các bác xem nhé. Con này giá chào bán là 185 triệu đồng các bác nhé. 185 triệu. Độ. Đây các bác có thể xem phần khoang máy của xe. Đấy, máy thì cũng được trang bị động cơ 1.0. Máy móc con này thì nói chung là cũng đã được bảo dưỡng, bảo trì đầy đủ rồi. Đây các bác có thể xem phần khoang máy này. Máy nổ khá là êm nhé. Tuy máy 1.0 nó hơi yếu máy so với cái dòng bản 1.2, nhưng mà đổi lại thì nó khá tiết kiệm nhiên liệu. Đây các bác có thể xem phần máy của nó đây. Máy nổ rất êm luôn đúng không ạ? Đây nhé. Đấy, phần đầu này. Ổ giảm sóc này. Rồi là tai đèn nhé. Đó. Tất cả còn khá là ok các bác. Khá là ok luôn ạ. Đây, máy móc sạch sẽ êm ru luôn. Vâng ạ, vừa rồi thì em vừa lên sóng giới thiệu chi tiết cho các bác chị bạn hai cái mẫu xe i10, một con đời 2015 và một con 2016 vừa cập bến tại cửa hàng Lợi Ngát Ô Tô. Các bác chị bạn mình đang có nhu cầu muốn sở hữu cái mẫu xe nào có thể tham khảo hoặc liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0866010016 nhé. Hoặc các bác có thể là kết bạn Zalo trực tiếp để được tư vấn và chốt cái giá tốt nhất các bác nhé.
Đấy, trước khi kết thúc video thì rất mong các bác, các bạn xem like của em, chưa đăng ký kênh có thể ủng hộ cho bằng cách là like kênh này, chia sẻ kênh và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái mẫu video lần sau nhé.